Tôi sẽ xin thêm một vài phút nữa để chờ đợi những người khác tham dự vào buổi họp thuyết trình của ngày hôm nay. Buổi thuyết trình ngày hôm nay sẽ nói về quyền lợi của quý vị về vấn đề trục xuất ra khỏi nơi ở, nơi mà chúng ta kinh doanh, thương mại. Xin quý vị vui lòng đánh vào ô chat địa điểm kinh doanh của quý vị, bởi vì chúng tôi muốn biết thêm là những cái luật lệ của khu vực của quý vị, chúng tôi có thể giúp đỡ được gì cho quý vị theo cái luật lệ đó. Vâng, tôi thấy một người ghi là doanh nghiệp của họ ở thành phố San Francisco ạ. Or service providers could write some questions you have or what brought you to the webinar today. Vâng, quý vị có thể viết thêm tất cả những thắc mắc của quý vị vào ô chat và chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời giải đáp thắc mắc của quý vị sau buổi thuyết trình. And we'll get started in just a minute or two. Chúng ta sẽ bắt đầu trong 1 hay 2 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. So I'll be checking the chat periodically if any of you want to write an answer. But in the meantime, what I thought might have brought you here was the sort of... Tôi nghĩ rằng quý vị có mặt ngày hôm nay là quý vị biết rằng vào ngày 30 tháng 9 vừa rồi rằng cái lệnh cấm trục xuất ra khỏi doanh nghiệp, khu thuê mướn doanh nghiệp, thì quý vị muốn hỏi thêm là trong những khu vực như thành phố San Francisco hoặc là quận hạt Alameda sẽ ra sao dành cho những doanh nhân mà họ đang có sự lo ngại về vấn đề trục xuất ra khỏi mặt bằng doanh nghiệp của mình. Vâng, tôi cảm ơn câu hỏi của ông Nils vừa rồi. Tôi sẽ liên tục xem cái ô chat để xem có những câu hỏi nào không. Xin giới thiệu quý vị, tôi là Julie. Tôi là một luật sư chuyên về về vấn đề thương mại doanh nghiệp ở trong khu vực vùng Bay. Tôi rất vui khi có mặt ngày hôm nay để có thể chia sẻ với quý vị. Tôi hy vọng rằng buổi thuyết trình này có thể giải đáp một số thắc mắc của quý vị. Vâng, tôi muốn báo trước cho quý vị biết là trong buổi thuyết trình này, quý vị không được dùng những lời nói của tôi là một cái lời tư vấn về pháp lý. Vâng, quý vị có thể lấy hàng để tư vấn về pháp lý riêng. Sau khi chúng tôi kết thúc buổi thuyết trình này và chúng tôi lấy thông tin riêng cá nhân của quý vị để có thể làm hẹn, chia sẻ và tư vấn về pháp lý. Vâng, ở thành phố San Francisco có cái giai đoạn về trì hoãn vẫn đang có hiệu lực và những người giám sát giám sát viên đã có những cái luật lệ thông tin. Đây là thông tin đã bắt đầu vào năm 2020 rồi. Như quý vị biết đó, quý vị phải có ít nhất là 10 nhân viên toàn thời gian và quý vị có thể quý vị phải trả lại cái tiền tiền thuê mặt bằng mà quý vị còn nợ trong 18 tháng. Nếu như quý vị, xin lỗi, đó là tier 1 và tier 2 là quý vị phải có từ 10 đến 24 nhân viên toàn thời gian thì quý vị mới được trì hoãn trả nợ là 18 tháng. Tier 3 thì quý vị sẽ phải có 25 đến 49 nhân viên và tier 4 và là 50 đến 99 nhân viên. Sau khi cái ngày 30 tháng 9 vừa rồi thì quý vị có cái thời điểm kể từ ngày đó
Và thị trưởng Bree đã ký kết một cái hợp đồng thỏa thuận rằng quý vị có đến ngày 24 tây tháng 10 của năm nay mới bắt đầu cái giai đoạn trả nợ về những cái món nợ mà còn đã chưa trả. Và sau đó thì trong những cái thời gian mà quý vị chưa trả nợ thì quý vị có thể bị buộc trục xuất ra khỏi mặt bằng thương mại của mình. Vâng, quý vị vẫn có rủi ro vào ngày vào tháng 10 năm nay. Và trong khoảng thời gian bây giờ nếu như cái hợp đồng thuê mướn mặt bằng của quý vị đã hết hạn thì quý vị vẫn bị rủi ro có thể bị trục xuất ra khỏi cái mặt bằng thương mại của mình. Vâng, tôi thấy một câu hỏi kế tiếp. Có người hỏi rằng có về cái vấn đề về cá nhân, tôi sẽ trả lời riêng sau cái buổi thuyết trình này. These are some additional protections that remain. Đây là một số luật để bảo vệ cho quý vị nào có mặt bằng thương mại ở thành phố San Francisco. Vâng, thị trưởng Bree đã thông qua luật dành cho những người, những thương mại, doanh nghiệp nào mà nằm trong cái danh mục ngoại lệ sau đây. Nếu như doanh nghiệp của quý vị đã buộc phải đóng cửa trong lúc COVID-19, chẳng hạn như là tiệm cắt tóc, so với những cái nhà hàng thì nhà hàng được quyền mở cửa trong thời gian COVID, nhưng những cái tiệm tóc, tiệm nail buộc phải đóng cửa vào COVID-19 thì quý vị sẽ không cần phải phải trả cái phần tiền thuê thuê mướn mặt bằng trong khoảng thời gian đó. That presumption is being challenged in court. Và hiện tại bây giờ luật đó đã bị kiện tụng ở trong tòa án nhưng vẫn có hiệu lực. Ở trong quận hạt Alameda sẽ không có nhiều cái luật bảo vệ cho quý vị doanh nghiệp dựa vào cái trang website của thành phố Oakland. Sau buổi thuyết trình này, quý vị có thể vào trực tiếp vào những trang website của thành phố. Và có một số trang website dành cho Small Business Resources. Quý vị có thể vào trang website đó để nhận trợ giúp cho những doanh nghiệp nhỏ. Vâng, vào ngày 1 tây tháng 10 của năm nay, tất cả những cái phần tiền thuê mặt bằng còn nợ cần phải được trả lại hết theo luật, theo quy định của những chủ thuê cho thuê mặt bằng. Và hiện tại bây giờ quý vị có thể thương lượng thỏa thuận với lại chủ cho thuê mặt bằng trong thành phố Oakland. Và chúng tôi sẽ có một vài lời khuyên cho quý vị để thỏa thuận, chẳng hạn như một cái kế hoạch trả nợ giữa quý vị và người chủ cho thuê thương mại, chủ cho thuê mặt bằng thương mại. The city of Berkeley does have a forbearance. Vâng, thành phố Berkeley có một cái luật trì hoãn trả nợ thì quý vị sẽ có 12 tháng để hoàn trả lại số nợ tiền thuê mặt bằng còn thiếu. Nếu như quý vị đang là doanh nghiệp trong quận hạt Alameda, thì quý vị có thể sử dụng những cái nguồn lực ở tòa án của quận hạt Alameda, và họ sẽ giúp cho quý vị trả lời những cái việc mà quý vị đã bị kiện tụng bởi người chủ cho thuê mặt bằng của mình. Và sau đó là Liên hiệp luật sư của quận hạt Alameda cũng có trợ giúp cho những người trong cái vụ kiện bị trục xuất ra khỏi mặt bằng thương mại này. Vâng, đây là câu hỏi kế tiếp.
nếu như tôi sẽ bị kiện tụng thì tôi cần phải quan tâm đến những điều gì? Thì vâng, buổi thuyết trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị biết về cái vấn đề trục xuất thôi và không có nói về vấn đề nào cả về cái hợp đồng thỏa thuận giữa quý vị, gọi là unlawful detainer. Vâng, chủ cho thuê mặt bằng của quý vị không được quyền khóa cửa mặt bằng thương mại lại nếu như họ chưa có đệ đơn unlawful detainer với tòa án trong quận hạt. Và họ cần phải thông báo cho quý vị là quý vị có 3 ngày để quý vị bị trục xuất ra một cách hợp pháp ra khỏi mặt bằng. Nếu như quý vị nhận được bản thông báo đó, quý vị nên liên lạc với luật sư ngay lập tức để luật sư có thể đại diện cho quý vị và có thể tư vấn về pháp lý cho quý vị. So if you are a sole proprietor of a business, you have the option of filing the answer yourself or representing. Vâng, nếu như quý vị là một doanh nghiệp cá nhân thì quý vị có thể tự trả lời vụ kiện đơn đó. Còn nếu như quý vị là một tập đoàn LLC hoặc là corporation, quý vị cần phải mướn luật sư để luật sư có thể trả lời những cái vụ kiện đó cho quý vị. Bước đầu tiên trong cái quy trình bị trục xuất ra khỏi mặt bằng thuê mướn là quý vị cần phải nhận được cái thông báo có 3 ngày để quý vị biết được rằng là quý vị có 3 ngày để quý vị phải trả hết cái phần tiền thuê mặt bằng còn nợ. Nếu như quý vị không thanh toán trong 3 tháng đó thì họ sẽ có quyền trục xuất quý vị ra khỏi mặt bằng thuê mướn này. Và bản thông báo này cần phải có ngày tháng năm mà họ đã đưa cái thông báo này cho quý vị. Tên và địa chỉ của những người đang thuê mặt bằng và một cái lời trình bày rằng quý vị sẽ có 3 ngày để trả tiền thuê còn nợ và nếu không thì quý vị sẽ bị trục xuất. Và tổng số tiền thuê còn nợ, tên, số điện thoại và địa chỉ của người chủ cho thuê mặt bằng hoặc là người đại diện chủ cho thuê mặt bằng. And a certificate of service specifying how the demand was given to the tenant or how the notice was given to the tenant. The notice can be served on the commercial tenant or this means. Vâng, cái thông báo này cần phải giao cho quý vị tận tay hoặc là một người đại diện của họ phải giao cho quý vị tận tay hoặc là họ dán ở trên cái thông báo này ở trên cái mặt bằng thuê mướn của họ. They need to mail a copy directly to you. And if no suitable person can be found, nếu như không có ai đến tận nơi giao cho quý vị tận tay, thì họ phải gửi cho quý vị một cái bản sao của cái bản thông báo này và đồng thời dán cái bản thông báo này, cái tờ thông báo này lên cái mặt bằng thuê mướn của quý vị. Requirements so that you could look out for them. Đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thêm. Quý vị có thể tham khảo cái giấy thông báo mà quý vị đã nhận được. Thì nếu như tất cả những cái yếu tố này không có ở trong giấy thông báo của quý vị thì có nghĩa là giấy thông báo đó không hợp lệ. Đây là một số cách mà quý vị có thể đáp trả lại những cái giấy thông báo đó. Trước tiên là quý vị phải trả hết cái phần tiền thuê mặt bằng còn nợ trong vòng 3 ngày. Thì họ không thể nào mà trục xuất quý vị ra khỏi mặt bằng được. Thứ hai là quý vị có thể tiếp tục thương lượng với chủ cho thuê mặt bằng về kế hoạch chi trả nợ và tránh tình trạng thu kiện kiện tụng này. Another way to respond to a 3-day notice, you could move out. Và điều thứ ba là quý vị có thể dọn và rời khỏi mặt bằng này nếu như quý vị không thể nào mà trả lại số tiền còn nợ. Vâng, và họ có thể thưa quý vị về cái phần tiền mà quý vị còn nợ. Another option would be to. Và một điều cuối cùng là quý vị có thể không cần phải chọn không trả tiền nợ, tiền thuê mặt bằng còn nợ và dọn ra hoặc là dọn ra.
Một vài điều quý vị cần lưu ý trong giấy thông báo 3 ngày. Vâng, nếu như cái bản thông báo này sẽ không hợp lệ và họ sẽ không có một cái con số chính xác về cái phần tiền mà quý vị còn nợ. Nếu như quý vị đã nhận được một cái phần tiền mượn của ngân hàng để trả lại và trong lúc đó thì người chủ thuê mặt bằng không nhận được số tiền đó trong vòng 3 ngày thì quý vị có thể chia sẻ bằng chứng về cái check mà quý vị đã viết. It must be located within 5 miles of your commercial. Và quý vị cũng có thể gửi qua đường bưu điện số tiền mà quý vị còn nợ đến cho chủ của mình. Bước kế tiếp là sau khi quý vị nhận được cái thông báo 3 ngày đó, the plaintiff landlord may file a claim with a small claims clerk. Vâng, quý vị có thể, họ có thể, chủ đất của quý vị đưa ra cái quy trình kiện tụng trong tòa án và họ sẽ cho quý vị một bản sao và họ phải có cho quý vị biết là họ phải tống đạt cái giấy tờ này tại vì quý vị cần phải được thông báo và biết rõ về những cái vụ kiện tụng và cho quý vị cơ hội để xuất hiện trước tòa để bào chữa cho bản thân mình. There is a lawsuit pending against them. So you still do need to get a lawyer. Một lần nữa, quý vị cần phải có một người luật sư để có thể đại diện cho quý vị khi mà quý vị bị tống đạt về cái vụ kiện này. Và theo luật thì người chủ thuê mặt bằng cần phải liên lạc và tiếp xúc với quý vị trong 3 lần. Thì cái bản summon và complaint có nghĩa là cái bản tổng quát về những vấn đề mà quý vị cần phải nhận hai bộ hồ sơ, mẫu đơn từ tòa án. Một mẫu là gọi là summon và một mẫu gọi là complaint. Đây tôi có chia sẻ trên trang chiếu cho quý vị xem mẫu đơn nó nhìn như thế nào. Nếu như họ phải tống đạt quý vị thì họ cần phải có mẫu đơn đúng. Và họ có 5 ngày để cho quý vị, phải đợi cho quý vị trả lời về cái vụ kiện và vụ thư kiện này. Nếu như quý vị không trả lời trong 5 ngày, thì quý vị sẽ bị bất lợi vì quý vị không thể nào bào chữa cho bản thân mình. This will show up on your credit report and make it harder. Và một lần nữa, nếu như quý vị không trả lời cái lệnh kiện tụng này, quý vị sẽ bị báo ở trong cái bản tín dụng credit report của quý vị là quý vị không trả nợ. Vâng, trong 5 ngày đó, quý vị có thể liên lạc với luật sư đại diện cho quý vị và họ sẽ xử lý những cái giấy tờ này cho quý vị trong thời gian kịp thời. These are some requirements for the way that the summons and complaint must be delivered. The landlord can deliver eviction notices to tenants through personal service. Cách mà trao những cái bản tống đạt này thì có nghĩa là họ, thứ nhất là họ có thể đưa tận tay cho quý vị hoặc là họ có thể mướn dịch vụ cho người nào đưa cho tống đạt giấy tờ pháp lý cho quý vị. Thứ tư là họ có thể gửi qua đường bưu điện và thứ năm là họ có thể ghi chỉ định những cái người mà có thể trao tống đạt cho quý vị trong bản hợp đồng. Vâng, đây là ở đây có rất nhiều thông tin chi tiết về pháp lý. Tôi chỉ muốn chia sẻ lý do cho quý giải thích cho quý vị biết substituted service là gì. Personal service là một cái dịch vụ tư nhân, có nghĩa là những ai trên 18 tuổi mà do người chủ thuê mặt bằng mướn để tống đạt giấy tờ cho quý vị. Substituted service có nghĩa là cái dịch vụ mà
người tống đạt giấy tờ đó sẽ đưa cho một người khác mà đại diện cho quý vị, tại vì quý vị không có mặt ở mặt bằng của quý vị. Và quý vị cần phải biết là quý vị có 15 ngày để trả lời. Nếu như quý vị nhận được một cái bản trục xuất, giấy tống đạt trục xuất của tòa án, và quý vị không cần phải đến thứ Bảy và Chủ nhật hoặc là những cái ngày lễ của liên bang hoặc là tiểu bang. Đây là những cái buổi lễ, ngày lễ mà sẽ không tính vào cái 5 ngày mà quý vị phải trả lời cái bản tống đạt đó. So I see Anna has a question and I'd like to go ahead with. Vâng, tôi thấy là cô Anna có câu hỏi. So Anna, can you ask your question? I'm not sure if you're able to speak. Vâng, tôi xin lỗi, tôi không biết rằng cô Anna có thể nói chuyện trong lúc này, nhưng mà tôi sẽ đọc câu hỏi này. Có thể chia sẻ thêm về cái chương trình miễn giảm tiền thuê mặt bằng dành cho những doanh nghiệp nào đã bị đóng cửa hoàn toàn trong lúc mà bị COVID-19 và lệnh ở yên tại nhà. Chúng ta có một cái bản chính thức nào, người luật mới nào của thị trưởng không? Và chúng ta có, tôi có thể yêu cầu người chủ thuê mặt bằng trả lại số tiền mà chúng tôi đã trả cho tiền thuê mặt bằng trong lúc đóng cửa. Không, không được. Nếu như quý vị đã trả tiền thuê mặt bằng trong những tháng mà bị COVID và đóng cửa rồi. Vâng, nếu như quý vị đã trả rồi, quý vị có thể dùng ở trong cái buổi kiện tụng nếu như mà có rủi ro mà quý vị có kiện tụng với lại người chủ thuê mặt bằng thì quý vị có bằng chứng là quý vị đã trả tiền thuê mặt bằng trong khoảng thời gian đó. You asked for, you know, proof about the presumption and it, Anna, it might be worth it to. Vâng, đây là cái dự luật mà chúng ta đã thấy ở đây. You can see the City and County of San Francisco Board of Supervisors link or no? Yeah, hang on the slide. Oh, Julie. Not the link. You can just see the slide. Okay, cool. So I'm gonna stop share and I'll just reshare with that link. Thank you. Vâng, tôi sẽ chia sẻ lại trang chiếu cho quý vị. This is all that's available in terms of đây. This is an ordinance amending the administrative code to establish a rebuttable presumption that a commercial tenant who was legally required to shut down. Đây là những điều mà quý vị đã thấy cái luật do thị trưởng đã đưa đây. Anna and everyone else, I don't believe, you know, I tôi không có họ sẽ sử dụng những cái người chủ cho thuê mặt bằng. Họ sẽ sử dụng những cái luật lệ này và cho quý vị biết rằng họ sẽ quý vị sẽ không đòi lại được cái số tiền thuê mặt bằng mà quý vị đã trả trong thời gian bị đóng cửa. Back rent that you didn't pay or even to reduce the rent going forward because we know that you know this. Vâng, chúng ta biết được rằng trong đầu tháng 10 vừa rồi, quý vị cần phải trả hoàn toàn số tiền thuê mặt bằng kể từ tháng 10 này trở đi. Vâng, mặc dù điều đó rất là khó khăn cho những doanh nghiệp. So, moving ahead, let's see if there's any other questions. Vâng. Cảm ơn câu hỏi của cô, để tôi xem có câu hỏi nào khác không. So yeah, these were the court days that and holidays. Vâng, không có câu hỏi nào, tôi sẽ trở lại cái bản thuyết trình vừa rồi.
khi mà chúng ta nói đến 5 ngày để cho quý vị trả lời cái lệnh tống đạt này của tòa án, thì quý vị sẽ không tính thứ bảy và chủ nhật và những ngày lễ. Nếu như quý vị đã được tống đạt bởi một dịch vụ thay thế, có nghĩa là một người khác thay thế cho quý vị nhận cái bản thông báo này, thì quý vị sẽ có 15 ngày để có thể trả lời cái lệnh tống đạt đó. Đây là những thông tin chi tiết thêm. Quý vị có thể biết được substituted service, thì cái giấy quý vị cần phải thấy rằng declaration of due diligence, gọi là mẫu đơn MC030. Trong đó sẽ liệt kê tất cả những cái cách thức mà họ sẽ cố gắng tống đạt quý vị và giao trực tiếp tận tay cho quý vị. Accompanies your summons and complaint. So finally, this is information about drafting your answer. California. Đây là những thông tin về cách mà quý vị có thể trả lời lại lời tống đạt đó. UD 105. This form must be used by a person who is a named defendant in the complaint. If you're a sole proprietor, again, you can fill out this form and file it yourself. If you own a business, quý vị là một cái người doanh nghiệp, chủ của doanh nghiệp, thì quý vị có thể tự trả lời bằng cách sử dụng mẫu đơn UD 105. Còn nếu như quý vị là một tập đoàn corporation hoặc là LLC, quý vị cần phải có luật sư đại diện cho quý vị đã trả lời. Quý vị có thể trả lời hai quy trình sau. Thứ nhất là denial, là từ chối vì những cái lời mà họ đã tống đạt quý vị không đúng, không hợp tác. When you read the complaint, you'll see. Sau khi quý vị đọc xong thì quý vị có thể trả lời lại. Nếu như quý vị thấy những lời tuyên bố ở trong bản tống đạt đó không đúng, thì quý vị có thể trả lời từ chối. Nếu như quý vị không trả lời gì hết, thì quan tòa sẽ tưởng thẩm phán sẽ nghĩ rằng quý vị những cái lời tuyên bố đó sẽ đúng. Since many of the defenses listed on UD 105 pertain to residential có tenants, tất cả những cái luật lệ mà liên quan đến những cái luật lệ về thuê mặt bằng cá nhân, quý vị có thể qua trang và xem ô thứ ba và ô thứ tư ở trên tờ này, ở trên trang thứ tư và trang thứ ba. Quý vị sẽ phải trả lời những cái lời bào chữa cho mình. Nếu như quý vị cần phải có thêm ô để viết thêm lời từ chối bào chữa cho mình, thì quý vị có thể sử dụng mẫu MC025. Đây là những cái ví dụ cho quý vị xem. Quý vị có thể trả lời tất cả những cái lời biện hộ, đưa ra những lời biện hộ và từ chối những tuyên bố ở trên mẫu đơn tống đạt đó. Should excuse you from paying rent. Commercial frustration of purpose means that in your lease, it outlines commercial purpose. Có nghĩa là quý vị có thể chia sẻ về những cái hợp đồng thỏa thuận giữa quý vị và chủ thuê mặt bằng. Quý vị có thể trả lời rằng mình không có khả năng tiếp tục kinh doanh nữa, thì theo bản hợp đồng thuê mướn, thì quý vị có thể trả lời vấn đề đó. Nếu như quý vị ở thành phố San Francisco, thì quý vị có thể sử dụng presumption of frustration. Tại vì doanh nghiệp của quý vị đã bị buộc đóng cửa bởi nhà nước và quý vị không có cách nào mở doanh nghiệp và tiếp tục kinh doanh được nữa. Hoặc là quý vị có thể biện hộ bằng cách một gửi lời biện hộ một cái bản defective. Quý vị có thể được nhận miễn giảm tiền án phí nếu như quý vị đang xin được tiền Medi-Cal, Food Stamp, CalFresh, CalWork, SSI, vân vân. Thì quý vị sẽ được giảm án phí và quý vị cần phải điền mẫu đơn FW001 với tòa án ở Cali để nhận được miễn giảm án phí. Or you can just simply assert
and the court would have to determine that you don't have enough income to pay your household basic needs and the court fees. Just the filing fees are usually about $200, but there are other fees. Vâng, cái tiền án phí khoảng chừng $250 để quý vị có thể trả lời lại và sẽ phụ thuộc vào những cái quần hạt mà quý vị đang sống hoặc là kinh doanh để có thể xác định được án phí chính xác. Họ có một cái người trợ giúp, quý vị có thể hỏi ngay tại tòa. Một lần nữa, nếu như quý vị là chủ, chính chủ của doanh nghiệp thì quý vị có thể tự làm hết tất cả những thủ tục pháp lý này và phải theo quy trình giống như vậy thì mới hợp pháp và hợp lệ. So they can't be a joint owner of your business to fill out and sign the proof of service after filling out UD-105, which is the answer vâng, form. Khi mà quý vị cần phải có một người lớn trên 18 tuổi để tống đạt cái mẫu đơn UD-105 này. Và quý vị cần phải gửi mẫu đơn POS-030 để có bằng chứng là quý vị đã tống đạt những cái câu trả lời này. Và quý vị cần phải photo lại tất cả những mẫu đơn này và quý vị cần phải nộp với tòa án. Hoặc là quý vị có thể sử dụng địa chỉ ở trên cái bảng mẫu đơn tống đạt của quý vị để quý vị có được cái địa chỉ chính xác nhất hoặc là lên trực tiếp được trang website của họ để biết. Case for trial. This is the form UD-150. Usually it's within 20 days of when 20 court days after your landlord files the request. That's usually. Vâng, quý vị sẽ có 20 ngày để quý vị có thể nhận được một cái ngày để lên tòa thì có thể là mất khoảng 20 ngày sau khi người chủ của quý vị đã yêu cầu bản request. Evidence from you or discovery. Nếu như mà người chủ thuê mặt bằng yêu cầu phải có bằng chứng thì quý vị sẽ có thêm thời gian. Chẳng hạn như là email giữa quý vị và người chủ thuê mặt bằng, lá thư hoặc là những cái bằng chứng mà quý vị đã thỏa thuận với chủ thuê mặt bằng. Quý vị cần phải mang theo trong cái ngày họp đó và quý vị cần phải làm bản sao cho một người cho thẩm phán và một bản sao cho quý vị. Tất cả những thông tin về tài khoản ngân hàng của quý vị không cần phải cung cấp cho họ. Tại vì cái đó là một cái thông tin cá nhân. Quý vị có thể phản đối tất cả những yêu cầu không hợp lý. Quý vị có thể phản đối vì lý do là không liên quan tới cái vụ trục xuất thương mại này, hoặc là phản đối vì lý do thông tin bảo mật của quý vị. You can even object to information. Quý vị có thể phản đối tất cả những thông tin mà quý vị cảm thấy rằng nó xúc phạm nhục mạ quý vị. Thì quý vị có thể phản đối. Quý vị có quyền để kêu gọi những người làm nhân chứng cho quý vị, những người mà có thể trình bày câu chuyện của quý vị và làm chứng cho câu chuyện của quý vị. Plans to all their other tenants except for them. Some of them feel like it was racial or ethnic discrimination. Có một số những người thân chủ của tôi có kể cho tôi nghe về vấn đề về miệt thị, về sắc tộc, chủng tộc. Đó là những gì mà quý vị có thể sử dụng, nhưng mà có người làm nhân chứng thì càng tốt. Thì trong cái ngày mà điều trần ở ngoài tòa án,
thì quan tòa sẽ yêu cầu quý vị cần phải có mặt để thảo luận về cái hồ sơ vụ kiện của mình. Nếu như quý vị có một cái sự thỏa thuận ở trong tòa thì quý vị cần phải lấy cái bản báo cáo ở tòa phải có được trong tay của mình để cho mình biết được rằng những cái quy trình đã xảy ra và những thỏa thuận xảy ra ở trong tòa án. Và sau đó quan tòa sẽ có một lời phán xét, thì họ sẽ báo cho quý vị biết là bước kế tiếp là quý vị sẽ cần phải làm gì. Và nếu như quan tòa có phán xét rằng quý vị phạm pháp và quý vị cần phải bị trục xuất khỏi mặt bằng này, thì họ sẽ yêu cầu quý vị trả hết số tiền mà thuê mặt bằng quý vị còn nợ hoặc là những số tiền mà họ cần phải tốn phí tổn để thưa quý vị ra tòa, vân vân. Và cái bước cuối cùng trong cái vụ hồ sơ trục xuất khỏi mặt bằng thì quan tòa sẽ báo cho quý vị biết những cái lời phán xét của mình trên mẫu đơn UD110, và người chủ thuê mặt bằng sẽ phải viết mẫu đơn EJ130 và yêu cầu người cảnh sát đến tận nơi và đuổi quý vị ra khỏi mặt bằng thuê mướn này. Nếu như quý vị không, họ sẽ cho quý vị 5 ngày để rời khỏi cái mặt bằng này. Nếu như quý vị trong 5 ngày đó quý vị không dọn ra thì cảnh sát sẽ đến và buộc quý vị phải rời khỏi mặt bằng. Trong thời điểm này quý vị có thể yêu cầu xin với tòa cho thêm thời gian để quý vị có thể dọn ra. Đây là một số liên hiệp luật sư mà có thể giúp đỡ cho quý vị hoặc là những thông tin về pháp lý mà quý vị có thể tự tìm hiểu và tham khảo. Và nhất là tổ chức LCCRSF này có thể giúp đỡ quý vị. Hoặc là ngay tại tòa án họ có một cái trung tâm tự giúp và tự tìm hiểu tham khảo về pháp lý. Within 3 business days, but if you see that we're not responding, you need to seek outside help. So please don't assume that just because you've written us an email or even submitted an application, if nobody's gotten back to you, you need to look for alternative resources. Alameda County Bar Association offers referrals to a private. Quận hạt của Alameda có một liên hiệp luật sư có thể giới thiệu cho quý vị đến những cái luật sư chuyên về thương mại và thuê mướn mặt bằng thương mại này. Hoặc là quý vị có thể qua trung gian dịch vụ điều đình trọng tài gọi là Conflict Intervention Services. Họ có thể giúp cho quý vị thỏa thuận với chủ đất và họ cũng có thể giới thiệu cho quý vị đến một cái người luật sư để tham vấn về pháp lý, về cách thỏa thuận. A little bit later on, I would love for someone from Conflict Intervention Services to come on and tell us a little bit about their services. Tôi sẽ mời một người đại diện cho Conflict Resolution Center để trình bày một số. Tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết Jasmine Poyawan. Cô ta là luật sư và cô ta sẽ chia sẻ cho quý vị biết về cách thức mà cậu thương lượng với chủ thuê mặt bằng cho quý vị. Thank you, Julie. Xin cảm ơn cô Julie. I don't know how much I can add to the... những thông tin cô chia sẻ rất là chi tiết. Thành ra tôi không có thêm không có bổ sung thêm gì cả. Tôi biết rằng một số quý vị không có hiểu rõ về cách thức trả lời về những giấy tờ về tòa án. Tôi theo kinh nghiệm của tôi thì tôi muốn chia sẻ rằng cho quý vị biết được là tìm hiểu về những cái quyền lợi chính xác của mình ở trên cái bản hợp đồng thuê mướn của quý vị. Và chủ cho thuê mặt bằng cần phải tuân theo luật lệ
và đưa ra những cái vụ kiện một cách hợp lệ và hợp pháp. Unlawful detainer process is very... Và cái quy trình unlawful detainer process có nghĩa là trục xuất quý vị khỏi mặt bằng này sẽ kéo rất là dài và rất là mắc tiền. Nếu như mà quý vị có phải thuê một cái luật sư đại diện cho mình, và tất cả những cái quy trình pháp lý này rất là phức tạp. Between both sides. And so really what I have seen in my own experience is theo kinh nghiệm riêng của tôi là cách tốt nhất cần phải có một cái sự thỏa thuận với người chủ thuê mặt bằng của mình để tránh cái vấn đề mà phải thưa kiện nhau ra tòa. Vì khi mà thưa kiện nhau ra tòa rất là mắc tiền. Thành ra quý vị nên khuyến khích một lần nữa là thỏa thuận và thương lượng với chủ đất của mình trước khi thưa kiện với nhau. Tôi vừa bắt đầu làm việc tại tổ chức này 3 tuần trước. Trước đó tôi là một luật sư ở Speaks Committee Justice Practice. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm giúp đỡ cho những người thuê mặt bằng và những doanh nghiệp nhỏ, những người doanh nhân, vân vân. Khi mà chúng ta cần phải thương lượng về hợp đồng thuê mướn mặt bằng, hoặc là những hợp đồng thuê mướn nhân viên, một vài yếu tố chính mà quý vị cần phải lưu ý. To remember when approaching a landlord, I saw someone had mentioned in the chat that they had already kind of sent a proposal to the landlord, and that's vâng, có một số người đã gửi những lời đề nghị đến cho chủ thuê mặt bằng của mình rồi. Và theo tôi muốn khuyên quý vị là quý vị nên gọi hoặc liên lạc trực tiếp với người chủ cho thuê mặt bằng của quý vị. Small business person themselves, or whether it's a... tìm hiểu xem là chủ thuê mặt bằng của quý vị là một tập đoàn doanh nghiệp hay là một doanh nghiệp cá nhân, để có thể hiểu rõ thêm về cái tình trạng và hoàn cảnh của người chủ cho thuê mặt bằng của mình. I think that just changes kind of the landscape of the negotiation, understanding who you're... Vì nếu như quý vị hiểu rõ được cái hoàn cảnh của họ thì quý vị có thể thương lượng dễ hơn. Just really understanding what interests the other side has, and aligning. Và quý vị sẽ biết rõ được là mục đích của hai bên, là giữa bên quý vị và bên chủ đất là như thế nào. Your interests are too. So I think that's the number one thing I ask clients is sort of what is your goal? Và điều đầu tiên là tôi hỏi những người thân chủ của tôi là mục đích của họ, họ muốn thương lượng với chủ đất của mình là gì? Thứ nhất là họ muốn kết thúc bản hợp đồng này, họ muốn giảm tiền thuê thuê mặt bằng, hay là họ muốn là tiếp tục có một cái kế hoạch để chi trả lại phần tiền còn nợ, vân vân. Thành ra những cái vấn đề mà quý vị thương lượng với chủ đất của mình rất là quan trọng. Quý vị có thể liên lạc qua điện thoại, email, hoặc là trực tiếp nói chuyện với chủ thuê mặt bằng của mình. That's very important to show that there has been effort. Và điều đó rất quan trọng cho thấy rằng quý vị đã cố gắng rất nhiều để liên lạc và thương lượng với chủ đất của mình, chủ thuê mặt bằng của mình. Vâng, một câu hỏi ở đây là chúng tôi có thể làm được gì hơn khi mà người chủ thuê mặt bằng của tôi không trả lời những lúc mà tôi cố gắng liên lạc với họ. That's where you use some of the leverage that you might have. Trong những hoạt thì quý vị có thể sử dụng những quyền như sau. Nhưng rất tiếc ở Cali thì những người thuê mặt bằng thương mại không có nhiều quyền lợi. It's figuring out
what other leverage you might have. Quý vị có thể tìm những cái biện pháp hoặc những cách thức khác thay thế, có thể chia sẻ thêm. Ví dụ như có quý vị có một số người khách hàng mà có nhiều quyền lực vân vân, hoặc là có cách nào có thể giúp cho quý vị liên lạc với người chủ thuê mặt bằng này. Hoặc là quý vị có thể chia sẻ nếu như mà họ chủ đất đuổi quý vị ra khỏi mặt bằng này thì họ sẽ mất rất nhiều thu nhập trong tương lai. Vân vân, tất cả những chi tiết đó có thể giúp cho quý vị, và quý vị nên tìm hiểu thêm về vấn đề đó. Specifically, I think ignored different tenants, and if you can prove or show, like Julie said, that maybe nếu như quý vị có thể chứng minh được là chủ đất của quý vị, chủ thuê mặt bằng của quý vị miệt thị hoặc là kỳ thị về sắc tộc, chủng tộc, vân vân, nếu như quý vị có bằng chứng về vấn đề đó thì những cái điều đó có thể tạo lợi thế cho quý vị trong cái nếu như mà phải có vụ kiện này, và đã có xảy ra trong những cái trường hợp và vụ kiện khác rồi. Chẳng hạn như cái người chủ đất đó, họ chủ thuê mặt bằng đó, họ từ chối không muốn thương lượng tại vì lý do về miệt thị gì đó. Create a campaign to actually partner with a non-profit community land trust to buy the building. Và nếu như quý vị tìm hiểu rằng cái khu thương mại này có liên quan đến một cái tổ chức phi lợi nhuận có thể mua được mặt bằng thuê mướn thương mại này, thì cái điều đó sẽ có lợi cho những cái người đang thuê mướn, những cái doanh nghiệp đang thuê mướn trong cái mặt bằng thương mại đó. Vâng, tôi đã hết giờ rồi. Tôi sẽ mời cô Julie trở lại với buổi thuyết trình này. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn cô Julie. Thank you so much, Jasmine. I just want to say a couple words and then I'll hand it over to Roger from CIS. Tôi chỉ có một chút xíu muốn chia sẻ thôi. Trước khi tôi chuyển sang ông Roger Moss, cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, như Jasmine đã nói, tại vì quý vị có thể nhấn mạnh với cái người chủ thuê mặt bằng mình rằng nếu như mà họ trục xuất quý vị và thưa ra tòa thì họ sẽ mất rất nhiều thời gian và mất rất nhiều tiền bạc. Và quý vị cũng có thể nhấn mạnh một điều với chủ thuê mặt bằng của mình rằng nếu như mà họ thưa quý vị ra tòa thì quý vị sẽ không có đủ tiền để trả lại tiền nợ của quý vị. Đó là một chiến lược, và một chiến lược rằng chẳng hạn như là chúng ta có thể thương lượng thêm cái bản hợp đồng thuê mướn kéo dài thêm một chút, thì quý vị sẽ có thời gian tìm thêm thu nhập để có thể trả lại những cái tiền mà quý vị đã nợ và có thể tiếp tục trả cái tiền thuê mặt bằng hàng tháng. Và xin mời ông Roger. Roger, would you like me to share the presentation or do you just want to talk for the next few minutes? You know, it might be easier just to kind of dive straight in if you're going to be distributing the information, okay, Julie. Sure. So it's great to be here. Thanks. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Tôi rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay trong buổi thuyết trình này. Tôi là Roger Moss. Tôi trong cái chương trình Conflict Resolution Center ở thành phố San Francisco. Chúng tôi tham dự vào những cái vụ quy trình này để chống lại những cái sự vô gia cư cho những người cá nhân và những người kinh doanh thương mại. Và những dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, giúp đỡ cho tất cả những người đang cần giúp. Nếu như quý vị không sống hoặc là không kinh doanh ở thành phố San Francisco, thì quý vị có thể
chúng tôi vẫn có thể giúp cho quý vị. Và dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ có tiền phí rất là nhẹ. Vâng, bất kể quý vị ở thành phố nào, ở quận hạt nào, thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí trong giai đoạn đầu. Và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị qua những dịch vụ hoặc là những luật sư. Chúng tôi là những chuyên viên. Khi quý vị nói chuyện với chúng tôi hoặc là với một người luật sư thì tất cả đều hoàn toàn bảo mật. Vâng, và chúng tôi tuân thủ theo luật là giữ bảo mật tất cả những cuộc đối thoại giữa quý vị và chúng tôi và luật sư. Và trong những cái vấn đề về thương lượng thỏa thuận về thuê mặt bằng kinh doanh, và điều đó có thể liên kết với cô Jasmine vừa nói, cái cách thức mà chúng ta có thể thương lượng và sáng tạo hơn về cái chiến lược thương lượng với chủ thuê mặt bằng. Và theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều kinh nghiệm về thỏa thuận và thương lượng với New York, Hawaii và San Francisco. Vâng, tôi hiểu rõ rằng đây chúng ta cần phải có một mối quan hệ giữa người thuê và người chủ cho thuê mặt bằng. Và một điều tôi cần nhắc nhở quý vị đó là quý vị cần phải bình tĩnh. Và tất cả quý vị ở đây là những doanh nghiệp và thương gia trong 20-30 năm. Tôi hiểu rằng sẽ có những cái quan điểm khác nhau giữa người cho thuê mặt bằng và người thuê mặt bằng. Và chúng ta có thể dẫn đến những xung đột giữa hai bên. Nhưng nếu quý vị nhớ rằng cách tốt nhất mà chúng ta có thể giải quyết một vấn đề là chúng ta có thể đoàn kết với nhau và bình tĩnh hơn. Và dịch vụ của chúng tôi có mặt ở đó để có thể ngăn cản và cản tất cả những xung đột có thể xảy ra trong cái cuộc thảo luận này. Ví dụ, một điều mà chúng tôi có thể giúp cho doanh nghiệp của quý vị là không phải điều đình thỏa thuận trọng tài. Nhưng chúng tôi có những người trong đội ngũ của mình có thể phân tích về doanh nghiệp và về bất động sản. Và họ sẽ giúp những doanh nghiệp xem những cái con số doanh thu của mình để quý vị có thể biết được mình có khả năng thu lợi nhuận trong tương lai nếu như tiếp tục thuê mướn mặt bằng hay không. Và có rất nhiều doanh nghiệp rất là thành công và trả tiền thuê mặt bằng rất là đều đặn, nhưng họ lại đến gặp chúng tôi và họ muốn hủy hợp đồng thuê mặt bằng và không muốn tiếp tục thuê mặt bằng nữa. Và lúc đó chúng tôi có thể hỗ trợ và cho phân tích cho họ biết rằng để họ có thể tiếp tục doanh nghiệp của mình, tiếp tục kinh doanh và thu lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. Và trong những cái trường hợp mà chúng tôi có thể mời những cái người chủ thuê mặt bằng tham gia vào cuộc thảo luận với người thuê mặt bằng là người doanh nghiệp để có thể có một cái thỏa thuận giữa hai bên một cách toàn diện. Và chúng tôi đã có kinh nghiệm giúp đỡ những cái vụ này qua rồi.
Có một số doanh nghiệp không có muốn chia sẻ, tiết lộ những thông tin cá nhân về doanh nghiệp của mình. Khi mà chúng ta thương lượng với những người chủ đất, chủ thuê mặt bằng, và nếu như quý vị có một cái người thuê mặt bằng, rất là một cái chủ thuê mặt bằng là một tập đoàn, thì quý vị cần phải có, cần phải tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt cho họ hiểu rõ cái tình trạng của mình. Let me stop there and see if there are any. Vâng, quý vị có câu hỏi gì không? Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị rằng hãy liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt trong cái quy trình này. Tại vì tôi thấy rằng đa số tất cả các doanh nghiệp thất bại thì khi đó họ đã không liên lạc với chúng tôi sớm, mà họ đợi quá trễ rồi họ mới liên lạc với chúng tôi. Vâng, quý vị có thể đến gặp chúng tôi rất là nhiều lần. Tất cả những quý vị hỏi sự giúp đỡ, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong vòng 24 tiếng, và thường chúng tôi trả lời ngay và liền trong ngày chứ không đợi sang ngày hôm sau. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng, có lẽ tôi đã hết giờ rồi. Vâng, tôi sẽ chia sẻ cái bản thuyết trình của trung tâm của ông Roger và cho quý vị mang về để tham khảo thêm nếu quý vị chưa có cơ hội để tham khảo. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Cô Anna sẽ liên lạc cho quý vị, liên lạc với quý vị và gửi hết cho quý vị xem những văn bản mà thuyết trình mà chúng tôi đã chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.